Vàng lá, xoăn lá, xì mù, trên cây đu đủ là cái câu hỏi mà em được nhận nhiều nhất trong tuần vừa qua của các bác đã gửi về cho em để nhờ được tư vấn. Thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu để xem được là cái bệnh vàng lá, xoăn lá và xì mù ở trên cây đu đủ là cái bệnh gì mà nó lại nguy hiểm và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây đu đủ của chúng ta như vậy. Thì cái bệnh vàng lá và xoăn lá hay là xì mù ở trên cây đu đủ thì là nó do một loại virus gây ra, và cái virus này tên là Babesia mosaic virus. Đây là một cái bệnh virus khá phổ biến ở trên cây đu đủ. Thì cái dấu hiệu nhận biết của cái bệnh này là ban đầu là trên phiến lá xuất hiện nhiều vết xanh, vết vàng lẫn lộn. Nếu bệnh nặng thì lá chuyển dần sang màu vàng nhỏ lại và sau đó thì là biến dạng. Bệnh làm cho trái nhỏ không thể phát triển được. Hình dạng quả đu đủ bị biến dạng, chai sượn, trên chùm trái thường có một vài trái bị chảy nhựa, thâm xanh lại thành những vệt dọc. Trên thân thì là chủ yếu là những vị trí còn non, ví dụ như ở trên ngọn và vị trí cuống lá thì sẽ có nhiều vết thâm xanh chạy dọc theo chiều dọc của thân và cuống lá. Cái bệnh khảm này không lây truyền qua hạt giống mà chúng lây lan qua những vết thương cơ giới và qua môi giới, truyền bệnh bởi một số loài côn trùng chích hút như là rầy, rệp thuộc họ Aphidae. Về biện pháp phòng trừ bệnh khảm gây hại trên cây đu đủ thì chúng ta có một số cái biện pháp như sau. Hiện tại thì là vẫn chưa tìm được cái biện pháp hữu hiệu để chữa trị bệnh khảm lá. Vì vậy chúng ta nên áp dụng kết hợp một số biện pháp để phòng trừ hiệu quả cái bệnh này như sau. Thứ nhất là cái biện pháp là chúng ta chọn lựa những giống cây khỏe mạnh không bị nhiễm sâu bệnh. Thứ hai là thường xuyên theo dõi và phát hiện và chặt bỏ sớm đi những cái cây đã bị bệnh và sau đó đem đi tiêu hủy. Thứ ba là hạn chế bón nhiều phân đạm, tăng cường bón vôi và kali. Thứ tư là không nên trồng xen thêm những loại bầu bí, rau cải, mướp ở trong vườn đu đủ, hạn chế làm cho cây bị xây sát, tạo vết thương cơ giới, tạo điều kiện thuận lợi cho virus xâm nhập. Chúng ta có thể là ngăn chặn bệnh khảm lá bằng một trong những cái loại thuốc để tiêu diệt cái côn trùng chích hút như là bọ phấn, bọ trĩ, rầy rệp. Đây chính là những cái con vị làm môi giới truyền cái bệnh virus này. Chúng ta có thể sử dụng một số cái loại thuốc chuyên dùng để phòng trừ cái nhóm côn trùng chích hút này. Một điểm mà cần lưu ý đó chính là cái cây đu đủ của chúng ta rất dễ bị cháy lá. Đây là một loại cây rất là mẫn cảm, đặc biệt với là những cái loại thuốc nhũ dầu dạng EC. Vì vậy là chúng ta lưu ý lên khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để mà phun trên cây đu đủ thì chúng ta cần phải tham khảo rõ ý kiến của chuyên gia trước khi sử dụng. Các bác mà có nhu cầu phòng trừ dịch hại ở trên cây đu đủ thì mời các bác liên hệ với em hoặc là để lại câu hỏi ở dưới phần bình luận để em tư vấn cụ thể. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.